Cuối giờ sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, ngài Sandeep Arya đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chào hỏi và giới thiệu đến ngài đại sứ các lĩnh vực mà Đà Nẵng đang tập trung phát triển thu hút đầu tư. Trong những năm gần đây, Đà Nẵng cũng là điểm đến hàng đầu của các du khách Ấn Độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kỳ vọng đại sứ Sandeep Arya tiếp tục là cầu nối hiệu quả, giới thiệu thêm các nhà đầu tư tiềm năng của Ấn Độ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại Đà Nẵng, cũng như hướng đến nhanh chóng khai trương các đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Đà Nẵng. Đáp lại thỉnh tình của lãnh đạo thành phố, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, ngài Sandeep Arya bày tỏ vui mừng về việc thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức chương trình đồng diễn yoga Đà Nẵng năm 2023 với chủ đề Một thế giới, một sức khỏe chung nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9. Đại sứ Sandeep Arya khẳng định sẵn sàng hỗ trợ thành phố Đà Nẵng hợp tác với các địa phương của Ấn Độ trong lĩnh vực du lịch, công nghệ thông tin, cũng như giới thiệu hai thành phố lớn của Ấn Độ là Bangalore và Hyderabad có nét tương đồng với Đà Nẵng để xúc tiến và thúc đẩy hợp tác thương mại trong thời gian đến.